Sau 30 năm tái lập tỉnh, thành phố Ninh Bình đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt, hạ tầng đô thị được quy hoạch, đầu tư, nâng cấp đồng bộ, tạo diện mạo mới, sức sống mới của một đô thị văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, là niềm tự hào của người dân địa phương. Thời điểm mới tái lập tỉnh, thị xã Ninh Bình có quy mô nhỏ bé, diện tích chỉ khoảng 8,4 km², dân số 5,1 vạn người với 5 đơn vị hành chính. Khi đó đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng đô thị còn nhiều hạn chế, đặc biệt hệ thống đường giao thông thiếu vốn đầu tư, đường nhỏ hẹp, xuống cấp và bụi bẩn. Hai bên đường chủ yếu là nhà cấp 4 lụp sụp. Toàn tỉnh chỉ có hai tuyến đường huyết mạch là quốc lộ 1 và quốc lộ 10 kết nối tỉnh với thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực được trải thảm nhựa. Hạ tầng giao thông yếu, chưa thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, phát triển du lịch. Sau khi được chính phủ mở rộng địa giới với 14 đơn vị hành chính, quy mô dân số tăng, thì đến năm 2005, thị xã Ninh Bình được công nhận là đô thị loại 3. Năm 2007, chính phủ ban hành nghị định số 19 về việc thành lập thành phố Ninh Bình và đến năm 2014, thành phố đã được công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh. Đến nay thành phố đã có sự phát triển toàn diện về mọi mặt, trong đó hạ tầng đô thị được đánh giá là một điểm sáng nổi bật. Trải qua các thời kỳ phát triển, giao thông của thành phố Ninh Bình có những đổi thay rõ nét. Giao thông nội thị liên tục được quy hoạch, đầu tư, xây mới và ngày càng hoàn thiện. Các tuyến đường không chỉ được mở rộng mà còn được nâng cấp đồng bộ với 100% được trải bê tông thảm nhựa. Thành phố Ninh Bình còn là đầu mối giao thông của 3 tuyến đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, Ninh Bình Thanh Hóa Vinh và Ninh Bình Hải Phòng Hạ Long. Thành phố cũng nằm ở vị trí giao điểm của quốc lộ 1A với hai quốc lộ 10 và quốc lộ 38B đi qua các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ. Bởi vậy nơi đây đang được xây dựng trở thành một trung tâm dịch vụ du lịch và là đô thị đầu mối giao thông ở cửa ngõ của miền Bắc. Một điều thay đổi dễ dàng nhận thấy đó là giờ đây nhiều tuyến đường của thành phố được lắp vỉa hè, lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại như đèn cao áp chiếu sáng, hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, camera giám sát, những thứ khá xa lạ với thời điểm những năm 1992. Nhiều công trình giao thông có quy mô lớn, mang tính đột phá đã được đầu tư phát huy hiệu quả cao, tạo diện mạo mới cho quê hương. Hiện thành phố có 40 tuyến đường văn minh đô thị đảm bảo hành lang an toàn giao thông, các tuyến đường khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện phát triển mạnh về dịch vụ thương mại như đường Đinh Tiên Hoàng, đường 30 tháng 6, Tràng An, Trần Hưng Đạo. Cùng với sự phát triển của giao thông là quy hoạch về đất đai, xây dựng có sự thay đổi phù hợp. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, các trung tâm thương mại, mua sắm hiện đại được mở ra nhằm phục vụ đời sống dân sinh. Thành phố đã tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, tạo dựng không gian cảnh quan đô thị du lịch. Hàng loạt các công trình điểm nhấn như nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, quảng trường, công viên văn hóa Tràng An, nạo vét và kè sông Vân, kè hồ Máy Xay, hồ Biển Bạch, tất cả giúp diện mạo của thành phố ngày càng khởi sắc. Đời sống kinh tế phát triển, nhận thức của người dân được nâng lên. Trên địa bàn thành phố, nhiều mô hình về đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị được nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực. Đến nay các mô hình nhà sạch phố đẹp được nhân rộng ở khu dân cư, việc thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định cũng được người dân chấp hành nghiêm túc. Trong giai đoạn 2015-2020, thành phố đã triển khai đầu tư với 207 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 2.143 tỷ đồng, tổ chức triển khai nâng cấp cơ sở hạ tầng 3 xã Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc theo tiêu chí trở thành phường. Hạ tầng đô thị hiện đại đồng bộ là yếu tố thu hút đầu tư, các công ty doanh nghiệp không ngừng được mở rộng, công nghiệp dịch vụ thương mại ngày càng phát triển. Năm 2021, mặc dù gặp những khó khăn nhất định do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng thành phố đã có chủ trương kịp thời đúng đắn trong lĩnh vực kinh tế. Qua đó tạo việc làm cho trên 2.200 người, thu nhập bình quân đầu người đạt 63,2 triệu đồng một năm. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 1.051,6 tỷ đồng, tăng 27% dự toán tỉnh giao. Nhờ đó đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện về vật chất, tinh thần, kinh tế thành phố ngày càng có nhiều khởi sắc. Không dừng lại ở đó, để tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, thành phố tiến hành xây dựng và quản lý đô thị giai đoạn mới, bước đầu rà soát, nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2030 phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội, đảm bảo tính khả thi, có hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.